Nam mô Tây Phương Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy rằng: lúc sanh tiền tạo những nghiệp nhân thiện ác, đến lúc lâm chung theo những nghiệp nhân ấy mà thọ lấy nghiệp quả. Khổ hay vui, thăng hay trầm, vinh hay nhục, trong sáu đường sinh tử, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, A-tu-la và các cõi trời. Theo lời Phật dạy thì các tiền nhân cha mẹ thân thuộc của chúng ta hiện đang thọ thân tản mát trong lục đạo. Hôm nay chùa Khánh Văn thiết lễ trai đàn chẳng tế bạc độ giải oan, và các thân nhân quyến thuộc quy tụ quý vị về đây trước Phật đài để làm lễ cầu nguyện cho các hương linh, cha mẹ và thân quyến của mình được từ giã cõi khổ, bước lên cảnh giới an vui, từ giã đường mê, bước lên bờ giải thoát. Đây là một việc làm cao đẹp, hợp tình hợp lý, hợp với truyền thống báo ân của đạo Phật. Thay mặt chư tăng, thầy vô cùng hoan hỷ và tán thán. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đơn phương cử hành lễ cầu siêu này và tích lũy công đức để hồi hướng cho tiên linh cha mẹ và thân thuộc của mình, thì các vị cũng vẫn được lợi ích đó. Nhưng hương linh chỉ hưởng một phần trong bảy phần mà thôi, còn lại sáu phần người sống được hưởng. Vậy muốn các vị tiền nhân cha mẹ và thân thuộc chúng ta được hưởng lợi ích trọn vẹn, thì chúng ta phải làm sao cho các vị quá cố nói trên được giao cảm, được hưởng ứng và giao cảm. Hưởng ứng, các vị đó sẽ đóng vai trò chủ động, còn chúng ta chỉ là người trợ lực, tạo cơ hội tốt để chư linh tự nguyện diệt trừ tội lỗi trong vô lượng kiếp, giải hết oan nghiệp trong vô lượng kiếp, phá tan vô minh phiền não, là những thứ độc tố từ bao đời, để cho phước đức tiên linh được tăng, trí tuệ các vị được phát triển. Mà một khi phước đức trí tuệ được thăng hoa phát triển thì sẽ được giao cảm với chư Phật, chư Bồ Tát là điều tất yếu. Đã giao cảm được, tất nhiên sẽ nương theo thần lực của chư Phật và Bồ Tát mà được vãng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta làm cách nào để các vị tiên linh quá cố được giao cảm hưởng ứng? Phật dạy, chúng ta nhập từ bi quán. Toàn thể thân quyến trong giờ phút này hãy nhất tâm quán tưởng, tập trung sức mạnh tinh thần lại, vận dụng luồng điện tư tưởng đại bi, đại trí, đại nguyện và đại định của chư Phật, Bồ Tát và hiện tiền tăng. Sức mạnh của luồng điện tổng hợp này tuy phóng ra giữa hư không vô tận, nhưng nó chỉ tác động vào chỗ nào chấp nhận được, và chính luồng điện tư tưởng sẽ có tác dụng cộng hưởng tiếp trợ với luồng tư tưởng của tiên linh, cha mẹ, bà con chúng ta, tạo nên sức mạnh vượt thoát ra khỏi những nơi khổ đau phiền não. Vậy bây giờ toàn thể gia quyến chúng ta hãy dành một phút mặc niệm, tuyệt đối im lặng để vận dụng luồng điện từ trường ấy,
Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua. Hỡi chư vị hương linh đang quanh quẩn nơi đây, xin hãy lắng lòng nghe lời gọi mời thân ái. Kể từ khi bỏ xác thân, chư vị rất não phiền, nghiệp đói khát triền miên, hồn lang thang vất vưởng, không có người khuyến khích, thiếu công đức trợ duyên, nên từ bấy lâu nay tâm hoang mang bất định. Nay nhân duyên hội đủ, chùa Khánh Văn tổ chức trai đàn chẳng tế bạc độ giải oan, bày tỏ lòng thành thỉnh chư vị hương linh về chùa nghe kinh thính pháp tu tập kính tinh chư Phật. Lòng từ ái vô biên, cha lành của chúng sanh, thầy hiền khắp ba cõi. Hãy lắng nghe kinh kệ, lời giáo huấn nhiệm màu, có năng lực sâu xa, giải trừ khi khổ đau. Hãy lìa xa buồn giận, bỏ tâm ác hại đời, trừ ích kỷ tham lam, bỏ kiêu căng tật đố. Hãy khởi tâm từ ái, thương tất cả chúng sanh, kính tất cả hiền thánh. Chùa là dòng suối mát, dập tắt mọi khổ đau. Tăng là bóng cây cao, chở che đời cô đơn. Thế gian nhiều tội lỗi, có gì đáng vấn vương. Bụi trần lắm đau thương, có gì mà quyến luyến. Từ đây về cõi Phật, tâm tịnh hối tu hành, vun bồi lại thiện căn, đắp xây nền đạo đức. Từ đây về công quả, lo bảo vệ chùa chiền, ủng hộ chốn thiền môn, giúp người yên tu tập. Như vậy là thoát khổ, hằng ngày được no đủ cơm áo, được lòng an nhiên tự tại. Khi công viên quả mãn, sẽ vãng sanh về cảnh giới Phật A-di-đà. Hỡi các vị hương linh, bầu trời tuy quang đãng, ánh sáng mặt trời tuy tỏa khắp không gian, song đối với người mù thì họ không thấy gì hết. Vì không thấy nên bước đi những bước sai đường lạc lối, xa vào những hố thẳm vực sâu, phải chịu vô cùng khổ não. Cũng vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm Phật chúng sanh tâm vô sai biệt, nghĩa là tâm linh sáng suốt vắng lặng trong sạch của chúng ta, của chư Phật và của chúng sanh không sai khác. Cũng như tính ước của nước tùy duyên tiềm ẩn nơi sông, biển, ao, hồ, đục, trong, dơ, sạch, mặn, ngọt, nhưng tính ước vẫn là tính ước không sai khác. Có sai khác chăng là chư Phật đã giác ngộ, thể nhập sống với tâm linh sáng suốt, trong sạch, vắng lặng ấy. Còn ta thì chưa được, vì vô minh phiền não che lấp. Cũng vì vô minh phiền não che lấp mà khởi niệm phân biệt, chấp trước, điên đảo. Khi va chạm giữa muôn vàn hiện tượng giữa thế gian, trầm trọng nhất là nhận lầm phân biệt. Bóng dáng sáu trần là của tâm mình, nhận lầm cái vô thường là thường, lầm cái khổ là vui, lầm thân ngũ uẩn hư giả là thật, lầm nghiệp chướng tội lỗi là thanh tịnh. Do đó mà tạo nên nghiệp nhân bất thiện,
rồi lại phải chịu nghiệp quả khổ đau. Chính trong khi đang thọ nghiệp quả khổ đau, lại tạo nghiệp nhân ác, để rồi phải chịu bao nhiêu quả khổ đau nữa. Cứ quả rồi nhân, nhân rồi quả, nên phải chịu khổ sở triền miên trong lục đạo luân hồi. Ngày nay muốn hết khổ được vui, muốn hết mê được ngộ, thì các vị hãy tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. Có phải là bậc đại căn đại trí trên hàng thập địa không? Là bậc đại căn đại trí thì trong khi nghe kinh khai thị của Đức Phật, trong kinh Hoa Nghiêm, tâm linh sáng suốt trong sạch vắng lặng của ta, của chư Phật và của tất cả chúng sanh là bình đẳng không khác, thì ta phản chiếu ngay tâm nguyện của mình, thấy bản lai diện mục của mình là trong sạch, sáng suốt, vắng lặng. Mà đã vắng lặng thì làm gì có khổ có vui, mê với ngộ, nhân với quả, tội với phước, sanh tử với niết bàn. Không có các phạm trù đối đãi trên, mà chỉ một màu trong sạch vắng lặng thôi. Nếu thể nhập được tâm linh sáng suốt vắng lặng đó của mình, thì bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi oan trái vô minh đang bám vào tiềm thức tức khắc được tiêu tan như sương mù băng tuyết gặp được sức nóng hàng trăm độ. Nếu thấy mình chưa phải bậc đại căn đại trí, phản chiếu lại bản tâm để ngộ nhập bản thể tâm linh của mình như đã nói trên, thì các vị hãy đi từng bước một, nghĩa là tháo dần tất cả nghiệp chướng tội lỗi nói trên. Tháo gỡ được phần nào thì ánh sáng giác ngộ, giải thoát, an lạc, thanh tịnh sẽ tỏa rạng phần ấy. Cứ tháo gỡ mãi, tháo gỡ cho đến khi không còn gì, lúc ấy ánh sáng giác ngộ, giải thoát, an lạc, thanh tịnh mới được hoàn toàn viên mãn. Muốn vậy, các vị phải đi từng bước một. Thứ nhất, quy y Tam Bảo. Thứ hai, sám hối tam nghiệp thân, khẩu, ý. Thứ ba, phát Bồ Đề Tâm. Thứ tư, giải trừ oan nghiệp. Và thứ năm, bạc trừ nghiệp chướng, vãng sanh tịnh độ. Này các hương linh, đã từ lâu các hương linh chẳng khác nào như những chiếc thuyền bạc gió, cứ dương mãi cánh bồm tham sân si, để rồi theo dòng vô minh mà trôi dạt vào đại dương sanh tử. Thì giờ đây hương linh hãy lấy sự giác ngộ giải thoát làm bờ bến để hướng về, lấy chánh pháp của Đức Như Lai làm thuyền bè, lấy chúng tăng làm người lèo lái, và lấy cái tâm chân thật cùng sự thanh tịnh của chính mình làm động lực cho suốt cuộc hành trình vượt qua bể khổ, sẽ đến được bờ giác. Cho nên muốn tìm cầu giải thoát, xa lánh khổ đau, thì trước tiên phải quy y Tam Bảo. Quy y nghĩa là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng. Còn chữ Phật Pháp Tăng nghĩa là gì? Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, tàu dịch là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả. Tức là một đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí,
toàn đức, là vị cha lành của chúng sanh, vị đạo sư của trời người. Pháp nghĩa là khuôn phép, chính là những lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy. Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu hành thì sẽ thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Còn chữ tăng là gì? Chữ tăng nói cho đủ là tăng già, là một đại chúng hòa hợp không chống trái nhau, như nước hòa với sữa. Tăng là những vị đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh, thực hành những lời Phật dạy và thay Phật chuyển nói pháp giải thoát cho chúng sanh. Đã quy Phật rồi thì không đọa địa ngục, đã quy pháp rồi thì không đọa ngạ quỷ, đã quy tăng rồi thì không đọa bàn sanh. Cho nên chúng ta cần phải quy y và thọ trì tam quy ngũ giới của Phật chế, cần phải siêng năng tu học giới định tuệ để hoàn thành tam vô lậu học. Đó là pháp bảo chân quý nhất. Vậy tất cả thân quyến hãy thay hương linh bày tỏ nghiệp chướng đã gây ra của mình và chân thành sám hối. Hãy nói theo sự hướng dẫn của Thầy: đệ tử chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý gây bao tội lỗi, gây những tội ngũ nghịch độc ác, ngày nay đối trước Tam Bảo chí thành cầu xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hỡi các hương linh, tuy đã sám hối ba nghiệp được thanh tịnh, nhưng đó chỉ làm cho tội chướng mình được tiêu trừ, chứ chưa được lợi ích gì cho muôn vàng chúng sanh mà ta đã trót gây khổ đau tan tóc. Để vơi đi sự khổ đau tan tóc cho mình và cho chúng sanh, thì ta hãy phát Bồ Đề tâm rộng lớn. Bồ Đề nghĩa là trí giác, là tâm linh sáng suốt nói trên. Phát Bồ Đề tâm là khơi mở tâm linh sáng suốt của mình với tất cả chúng sanh. Mà muốn phát Bồ Đề tâm phải đi theo hai chiều hướng: trên cầu học giáo pháp của chư Phật để thành vô thượng giác, dưới tùy duyên hóa tất cả chúng sanh. Muốn thể hiện được trọn vẹn hai chiều hướng này thì ta hãy đi qua bốn lời thệ nguyện rộng lớn đặt trên bốn pháp diệu đế của Phật dạy. Nghĩa là Phật tử thấy tất cả chúng sanh khổ não mà phát nguyện: chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. Mà khổ não của chúng sanh hiện tại do nghiệp nhân phiền não từ nhiều đời, nhiều kiếp gây nên mà phát nguyện: phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Muốn đoạn nghiệp nhân phiền não để dứt hết khổ quả trong đời này và đời sau, thì nên phát nguyện tu học theo giáo pháp của Phật dạy. Mà pháp môn ấy vô lượng vô biên nên phát nguyện: pháp môn không kể xiết, thệ nguyện điều tu học. Học pháp môn của Phật để cầu giác ngộ, tâm linh sáng suốt, tức là thành Phật, nên phát nguyện: Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành.
Nếu đã phát tâm Bồ Đề và thể hiện được tâm Bồ Đề ấy thì không luận thân thù, tất cả đều là những người bạn cùng tu học Phật Pháp. Nên dầu có oán kết nhiều đời thì từ nay cũng trở thành thiện hữu, rồi cùng nguyện đồng sanh về tịnh độ, đồng thấy Phật A-di-đà, đồng giáo hóa chúng sinh, đồng thành chánh giác. Vậy nên phát Bồ Đề tâm cần phải trừ oán kết. Hỡi các hương linh, ta hãy khách quan mà suy nghĩ. Ta muốn bảo toàn tánh mạng của ta, người khác cũng tích cực bảo vệ tánh mạng của họ. Thế mà nhiều kiếp đến nay, biết đâu ta đã cam tâm giết hại tánh mạng của người, đã giết oan người, tất nhiên làm cho người thân quyến người oán ghét, hận thù ta, theo dõi bên ta, kiếm đủ mọi cách để giết hại ta. Khi ta bị giết hại, ta và bà con ta không còn nhớ người đã trả thù, vì ta đã giết oan người đời trước. Rồi ta và bà con ta lại tìm cách trả thù, rồi bà con người khác cũng trả thù lại, cứ mãi mãi như thế cho đến vô cùng. Về quyền lợi, tài sản, ta muốn bảo tồn quyền lợi tài sản do mồ hôi nước mắt mình tạo ra, thì người cũng vậy. Thế mà nhiều kiếp đến nay, biết đâu ta đã cam tâm chiếm đoạt, bóc lột, trộm cắp, phá hoại của người. Đương nhiên, người sẽ căm hờn, người sẽ oán ghét và kiếm cách để trả thù. Và khi bị trả thù, mình cho họ là xấu, là ác, mà kiếm cách trả thù lại. Đã trả thù, họ lại trả thù, cứ thế mãi mãi cho đến vô cùng. Về hạnh phúc gia đình, ai cũng muốn bảo tồn nền hạnh phúc do mình đã dày công xây đắp. Người đâu có bằng lòng cho mình chiếm đoạt hạnh phúc gia đình của người. Thế mà mình cam tâm dâm tà bất chính với vợ hay chồng của người, đã xâm phạm vật sở hữu của người, tức thì người căm giận oán ghét và tìm cách trả thù, rồi mình trả thù lại, người lại trả thù, cứ thế mãi đến vô cùng. Sự nói láo, nói xuyên tạc, thô bỉ, độc ác với người thì người cũng căm hờn oán ghét và kiếm cách trả thù, rồi cùng trả thù qua lại mãi. Cho đến tham lam, bóc lột, thù hiềm, ganh ghét, si mê độc ác với người thì người cũng kiếm cách trả thù, cứ thế qua lại mãi. Hỡi các hương linh, đã từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, vì vô minh che lấp mà sanh ra ba thứ độc tố tham lam, sân hận, si mê và phân biệt điên đảo, cố chấp ngã nhân. Vì cố chấp mà phát sinh tâm lý chiếm hữu, đấu tranh để bảo trì cái ngã và ngã sở hữu hư huyễn của mình. Đây là nguyên nhân của mọi thứ oán thù oan trái. Không luận là lớn hay nhỏ, thân hay sơ, hễ có sự va chạm và xúc phạm đến cái tự ngã và quyền lợi của nhau, thì dù cho thân thuộc, thầy trò, cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè cũng trở thành oan gia trái chủ. Như dòng họ này tranh chấp với dòng họ khác, xóm làng này sâu ẩu với xóm làng kia,
quốc gia này xâm lấn quốc gia nọ, tất cả chỉ vì cái tâm niệm tham vọng, tranh chấp ngã nhân mà làm cho cái nhà lửa thế gian này phải sôi sục thù oán. Chẳng qua chúng sanh vì giàu lòng tham sân si mà nghèo niệm hỷ xả từ bi, nên cứ mỗi khi gặp oán thù thì quyết trả bằng thù oán. Do đó mà làm cho cái vòng oán kết, cái nghiệp hận thù càng nặng sâu bất tận. Đâu có ý thức được rằng ta cùng sống trong cảnh nhà lửa thiêu đốt để tìm cách thoát ly, mà cứ lo thắt chặt oán thù. Tức là chẳng những không lo tìm phương thoát ly ra khỏi nhà lửa, mà lại càng tạo thêm ra nhiều cái nhà lửa trong nhà lửa. Muốn tháo gỡ đi sợi dây oan nghiệp ấy, muốn có được một đời sống an lành, không còn hận thù, oan trái, thì chỉ có một cách duy nhất là hương linh cùng thân quyến hãy chí thành vận dụng cái tâm thanh tịnh của mình, quan sát cuộc đời là vô thường, thân cảnh điều do nhân duyên giả hợp mà có, các tướng hư vọng hiện ra, nhưng tự tánh của chúng vốn không tịch. Chúng sanh sở dĩ nhiều kiếp cùng kết oán gây thù, làm khổ đau liên tục cho nhau, đều vì chưa từng giác tỉnh. Phải quán xét như vậy để có thể phát khởi được tâm đại bi mà cầu giải tỏa tất cả mọi oán kết, bằng cách thực hành theo lời dạy sau đây của Đức Phật trong giới kinh: dị oán báo oán, oán bất năng chỉ, dục trừ oán giả, tự ngã bất oán. Nghĩa là lấy oán trả oán, oán mãi không thôi. Muốn giải trừ oán kết thì trước hết tự mình đừng có khởi lên cái tâm niệm oán thù. Vì vậy khi kết oán, tức là phải đủ hai bên mới có thể kết được. Còn nếu tự mình không muốn kết thì làm sao người khác có thể kết được với mình? Cho nên tự mình không gây thù hận với kẻ khác thì tất nhiên kẻ khác sẽ không gây thù hận với mình. Đó là cái lẽ tương ứng tự nhiên như vậy. Huống nữa tự mình ăn năn hối cải, xin lỗi với người và phát nguyện bảo vệ tánh mạng tài sản, nền hạnh phúc gia đình, chân thật xây dựng, hòa nhã thương yêu đối với người và tất cả chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả kẻ thân người sơ thảy đều được gặp chánh pháp và sống một cuộc đời an vui giải thoát. Được như vậy thì cái dây oan trái, cái vòng oán thù sẽ được giải tỏa tất cả từ đây và đem lại an vui giải thoát cho nhau. Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sanh. Nguyên bổn hoài của Phật chỉ muốn cho tất cả chúng sanh đều được thoát hẳn sanh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì căn cơ chúng sanh lợi đồn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải tùy theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng vô biên, 84,000 pháp môn tu. Giáo pháp của Phật chỉ dạy từ thấp đến cao, từ bậc tu chứng, từ phàm lên thánh, từ thánh đến Bồ Tát, đến Phật. Nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn tu chỉ thuộc về tự lực, cần có tha lực.
tức là sự gia hộ của chư Phật, một pháp môn tự lực nương tựa vào tha lực. Sự gia hộ của chư Phật rất là viên đốn, rất là huyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều thích hợp, tất cả thánh phàm đều chứng. Đó là pháp môn niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vì Đức Phật A-di-đà có bổn thể nguyện lực nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín tâm niệm Phật thì cảm thông đến nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi mà sanh về tịnh độ, cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Đã được vãng sanh về thế giới cực lạc, tức là cao thăng về bậc thánh lưu bất thối, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành giản tiện, mọi người có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chỗ tu đúng chánh pháp, nhất tâm bất loạn thì chắc chắn thành tựu được cả. Nên gọi là dùng sức ít để thực hành mà mau có hiệu quả. Tổ Thiện Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một. Vĩnh Binh Đại Sư cũng công nhận mười người tu được cả mười. Với pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ này, không luận là kẻ trí người ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là giàu sang hay nghèo hèn, không luận là già trẻ, nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới, các ngành trong xã hội đều có thể tu tập pháp môn niệm Phật, đều có thể thành tựu, đều có thể vãng sanh cực lạc. Đức Văn Thù Bồ Tát dạy, các pháp môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh là vua trong các pháp môn. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bảo, tịnh độ pháp môn niệm Phật hơn hẳn tất cả các hạnh nguyện khác. Mã Minh Đại Sư cho rằng, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là phương tiện siêu thăng của các đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói, niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là đại trí tuệ, là đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não tội chướng, cứu độ tất cả chúng sanh. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là tâm tâm của Phật, là con đường giải thoát của tất cả chúng sanh. Ấn Quang Đại Sư cũng từng nói, vì nương Phật lực nên tất cả mọi người không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, không kể công phu hành đạo cao hay thấp, miễn là phải tin cho chắc chắn, nhất tâm bất loạn, nguyện cho thiết tha, thời quyết muôn người tu, muôn người vãng sanh không sót một. Vì thế, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Tôn Giả Mã Minh, Tôn Giả Long Thọ đều nguyện về hầu cận Đức Phật A-di-đà ở phương Tây thế giới. Do đó nên thấy rằng pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gom thâu muôn dòng sông lớn nhỏ. Vì pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ đối với chúng sanh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên Thiên Kinh Vạn Quyển luôn luôn nhắc đến chư thánh hiền đồng nguyện về tịnh độ.
cửu giới chúng sanh mà rời pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, thời không thể nên thành Phật quả. Mười phương chư Phật mà bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp chúng sanh. Vì lẽ như trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, quyết định chúng ta không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta đặng vãng sanh cực lạc thế giới, mà đảm bảo trên con đường thành Phật ở mai sau. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về pháp môn niệm Phật, chúng ta tự nghĩ rằng: cõi ta bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như lò lửa, cõi dục giới mà chúng ta đang sống ở đây khác nào như một cái hố sâu đầy sình lầy. Ta và mọi người cho đến muôn loài, hiện tại cũng như quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, mang lấy không biết bao nhiêu tên họ, không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong vòng luân hồi sanh tử, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm vợ, làm chồng lẫn nhau. Ngày nay được làm thân người, lại được nghe biết pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mau siêu thoát, chúng ta phải quyết chí tu hành để mình cùng mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng chân thường tịnh lạc. Ta cũng nhận định rằng thân cùng cảnh ở ta bà uế trược này đủ điều chướng ngại, dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm trần, dễ gây ác nghiệp. Tai nạn xe cộ, bắt đắc kỳ tử, thiên tai bão lụt, động đất sóng thần, bệnh tật ung thư, nơi những cảnh sanh già bệnh chết vô thường, thiên biến, cũng đã ngăn trở con đường giải thoát của chúng ta. Còn thân ở cảnh giới cực lạc rất là lợi lạc an vui, thường được thấy Phật, luôn luôn nghe pháp âm của Phật, nên tâm thanh tịnh mà định huệ phát sanh, thường ở chung với chư đại Bồ Tát, chư thượng thiện nhân. Thánh nghiệp càng ngày càng tăng, chánh hạnh càng ngày càng tinh tấn, không già, không bệnh, không phiền, không não, thọ mạng vô lượng vô biên, một đời một thân, thẳng đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật. Vì vậy, muốn vĩnh viễn sống trong cảnh giải thoát an vui của cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, không còn tái sanh lại trong cuộc đời ác trược phiền não, thì các hương linh còn phải dứt cho sạch mầm móng sanh tử khổ đau, nhổ cho xong các thứ tội căn nghiệp chướng, xóa bỏ hận thù, dứt hết oan trái chắc chồng, tức là bạc độ. Vậy bạc có nghĩa là nhổ đi các gốc rễ mê lầm, phá đi cái nhân sanh tử. Mà gốc mê lầm hết rồi thì có thể vượt qua biển khổ sông mê, bước lên bờ giác ngạn, ấy gọi là độ vậy. Đó cũng chính là ý nghĩa của lễ cầu siêu giải oan bậc độ tối hôm nay. Này chư vị hương linh, như vậy trong hiện tại hôm nay, các hương linh oan hồn uổng tử đã có được một cái nhân duyên thù thắng mà chúng sanh trong đời mạt pháp này khó có được. Mà nếu chư hương linh oan hồn uổng tử biết chí thành vận dụng cái tâm thanh tịnh của chính mình để thực hành đúng theo những lời dạy trên, thì chắc chắn từ nay trở về sau, các hương linh oan hồn uổng tử sẽ mãi mãi ở trong cảnh giới giải thoát an vui của chư Phật, chứ không còn bị luân hồi trong lục đạo sáu đường. Vì sao vậy? Vì trong hiện tại hôm nay,
đối trước Tam Bảo chứng minh. Các hương linh oan hồn uổng tử đã phát được tâm thanh tịnh để sám hối nghiệp chướng, để quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, giải trừ oan kết và chí thành niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Chính nhờ công đức thực hành theo chí nguyện này mà từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày nay, tất cả các nghiệp chướng sẽ được tiêu tan và bao nhiêu tội khác sẽ được thanh tịnh. Do đó, từ nay đối với các hương linh, các oan hồn uổng tử, cái cảnh nồi nước dầu sôi sùng sục sẽ biến thành ao sen chứa đầy nước có tám công đức. Cảnh lò lửa cháy bùng để thiêu đốt tội nhân sẽ biến thành tàn lọng thơm được kết bằng bảy thứ trân châu quý báu. Rừng kiếm biến thành rừng ngọc, những giường sắt nóng đầy cả địa ngục để thiêu đốt tội nhân hóa thành pháp tọa Bồ Đề. Những chảo nước đồng sôi để rót vào miệng tội nhân sẽ biến thành những vị cam lồ đề hồ. Những kẻ trái chủ oan gia từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đang trông chờ gặp lại để có dịp trả thù, thì giờ đây nhờ hồng ân Tam Bảo mà thải điều thành thiện hữu tri thức. Những kẻ chúa quan chủ ngục thay vì đầy tâm niệm độc ác hành hạ tội nhân thì nay lại phát lòng từ bi mà chuyên tâm làm điều thiện. Nhiều đời cha mẹ trong quá khứ cũng nhờ các công đức của các hương linh oan hồn uổng tử hôm nay mà sẽ vượt ra khỏi chốn phàm trần, vượt lên thánh địa. Và nếu như hiện tại các hương linh đang còn có nghiệp sanh ở các cõi trời thì thiện phước sẽ mỗi ngày một tăng trưởng, gặp được chánh pháp chứ không còn hiện tướng suy tàn của năm suy tướng trước khi sa đọa. Hoặc là đương còn sống trong nhân gian thì từ nay sẽ không còn ưu bi sầu khổ, vì đã thấy rõ được bốn tướng sinh lão bệnh tử đều không. Hay là đang bị nghiệp ở trong hàng A-tu-la thì tất cả sân hận hung hăng sẽ được tiêu tan, thay thế bằng tâm niệm từ hòa khiêm tốn. Và nếu đang còn nghiệp ở trong địa ngục thì mọi sự thống khổ sẽ tiêu trừ mà được an vui giải thoát. Tóm lại, nhờ những công đức thù thắng này mà cho dù các hương linh, các oan hồn uổng tử có đang còn bị nghiệp ở cảnh giới nào đi nữa thì những đài sen báo không rời đương tọa chỗ ngồi, cảnh giới tịnh độ cũng sẽ là cảnh giới hiện tiền chứ không đâu xa lạ. Liên đài bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại mục tiền. Cũng vì nhờ tam nghiệp được thanh tịnh, phước trí được phát sinh, nên mới giác ngộ được rằng tự tánh của ta là Đức Phật A-di-đà, và chính cái tâm thanh tịnh của ta là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện cầu chư hương linh, oan hồn uổng tử được nghe những lời pháp âm vi diệu này mà trực vãng Tây Phương siêu sanh Phật quốc. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.